Xin chào quý anh chị và các bạn. Và tiếp theo trong chuyên mục tử vi của chúng tôi ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ đến quý anh chị và các bạn là cái bảng xem lịch ngày tốt xấu trong tháng 3 âm lịch của năm 2020. Vì chúng ta biết rằng là cái thói quen xem ngày tốt xấu trước để tiến hành mấy công việc trọng đại đã được hình thành trong cái đời sống nhân dân ta từ xưa rồi. Với cái mong muốn là chọn được cái ngày giờ đẹp giúp mọi việc làm được thuận lợi, thì chúng ta có thể tham khảo cái phương pháp xem ngày tốt xấu tháng 3 năm 2020 theo âm lịch dựa vào cái dịch học, rồi căn cứ vào đó để tìm cái ngày tốt phù hợp với mình. Thì dựa vào cái lịch vạn niên và cái bảng tra cứu ngày tốt xấu trong tháng 3 dưới đây thì chúng ta có thể dễ dàng chọn ra được cái ngày tốt để bắt đầu công việc và kế hoạch của mình. Thì trong cái bảng này là chúng tôi đã làm rất là rõ, đã tổng hợp rất là đầy đủ, rất là rõ để cho chúng ta có thể xem được cái ngày tốt xấu. Tháng 3 này là một cái tháng đủ. Chúng ta thấy ở đây cột đầu tiên là cái cột thứ ngày, cột thứ hai là cột dương lịch và cột thứ ba đây là cột âm lịch. Âm lịch từ ngày mùng 1, chúng ta chú ý là từ ngày mùng 1 này cho đến ngày 30 bởi vì tháng này là tháng đủ. Bên này là lịch can chi, ngày sao này, lục nhâm này, các cái vận số khác, và ở bên này là cái kết luận là tốt hoặc là xấu. Thế thì chúng ta sẽ căn cứ vào cái bảng này để chúng ta xem đối với cái tuổi của mình thì nó sẽ phù hợp với cái ngày nào để chúng ta chọn cái ngày tốt xấu để làm cho nó được thuận tiện. Ví dụ như chúng ta có thể xem theo cái cách như sau. Chúng ta chọn đây, đây là ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch. Chúng ta đối chiếu sang này là ngày 24 tháng 3 dương lịch và vào thứ ba ngày Bính Dần. Đấy, sao Thất này. Đây là ngày Tốc Khỉ và cuối cùng kết luận lại đấy là ngày tốt. Những cái mà có màu đỏ đây là màu tốt nha. Cái có màu xám màu xấu này, những cái có màu xanh đấy là cái ngày bình thường. Ngày mùng 2 là ngày Đinh Mão này, ngày Xích Khẩu này, tốt này. Ngày mùng 3 là ngày Tiểu Cát, tuy nhiên thì nó lại là vướng một cái ngày Tam Lương, cho nên đây là một cái ngày xấu. Ngày mùng 4 là ngày Kỷ Tỵ này, ngày Không Vong, đấy là ngày xấu. Ngày mùng 5 là ngày Canh Ngọ, đây là cái ngày Đại An, là một cái ngày rất tốt. Ngày mùng 6 này là ngày sát chủ này, là ngày xấu này. Ngày mùng 7 là ngày tam lương, là ngày xấu. Đấy, ngày mùng 8 là ngày bình thường, ngày mùng 9 cũng là ngày bình thường. Ngày này là kỵ kết hôn. Ngày mùng 10 là ngày không vong, đây là cái ngày xấu. Nếu mà nhanh quá thì các bạn có thể là quay lại cái video để chúng ta xem kỹ hơn về ngày âm lịch, ngày dương lịch, rồi các cái ngày. Rồi ngày thứ rồi trong các cái tuần đấy nha, tôi chỉ lướt qua để mọi người biết cái cách để chúng ta xem thôi. Ngày mùng 10 này là ngày Ất Hợi này, ngày không vong là ngày xấu này. Ngày 11 rồi là ngày Đại An, tuy nhiên đây cũng là cái ngày bình thường. Ngày 12 cũng là ngày bình thường. Ngày 13 đây là ngày Tam Lương, là ngày xấu rồi. Vì trong một tháng là có 6 ngày Tam Lương, mà chúng ta chú ý là những cái ngày đấy là chúng ta không nên làm những cái việc đại sự. Ngày 14 là ngày tốt. Ngày 15 là Tiểu Cát, đây là cái ngày bình thường. Ngày 16 là ngày xấu. Ngày 17 là ngày bình thường, ngày này là kỵ kết hôn. Ngày 18 là ngày tam lương và cũng là ngày sát chủ, ngày này cũng là cực kỳ là xấu. Ngày 19 là ngày 14 tháng 4 dương lịch, là vào thứ bảy này. Ngày Giáp Thân này là ngày bình thường. Ngày 20 là ngày Ất Dậu này, là ngày tốt này. Ngày 21 là ngày Tiểu Cát, tuy nhiên hôm nay cũng là cái ngày xấu. Đến ngày 22 đây là ngày tam lương, đây là cái ngày xấu này. Ngày 23 là ngày tốt này, ngày 24 là ngày xấu, thì ngày 25 là ngày bình thường, thì ngày 26 cũng là ngày bình thường, ngày 27 đây là cái ngày tam lương, là cái ngày xấu. Đấy, ngày 28 cũng là cái ngày bình thường, ngày 29 là vô ngày 21 tháng 4 âm dương lịch và vô ngày thứ ba ngày Giáp Ngọ, đây là cái ngày Đại An, nên là cái một cái ngày tốt. Còn ngày 30 đây là vô cái ngày sát chủ rồi, là cái ngày ngày xấu. Thế thì trong cái tháng 3 này có một số các cái ngày tốt đã được bôi đỏ và những ngày bình thường. Nếu như theo cái tuổi của các bạn mà không chọn được cái ngày hợp lý thì các bạn có thể căn cứ vào các cái ngày trung bình để chúng ta chọn ra được cái ngày ấn hợp với cái ngày của mình. Và chúng ta đặc biệt lưu ý ở trong này chúng tôi cũng có đề cập đến là theo
Theo cái quan niệm xưa, quan niệm của cha ông ta thì ngày tam lương là cái ngày đại kỵ, không nên tiến hành những cái công việc trọng đại. Nếu không thì dễ vướng phải những cái chuyện mà xui xẻo. Thì trong này có 6 cái ngày tam lương và có những cái ngày sát chủ ở trong này. Thế thì chúng ta căn cứ vào đấy để chúng ta tránh những cái ngày này ra, xem ngày nào hợp với tuổi của mình để chúng ta chọn chúng ta làm. Thế thì đối với cái lịch này thì chúng tôi giới thiệu qua cho các bạn như thế, là nếu mà nhanh quá thì các bạn có thể xem lại cái video một lần nữa, quay từ từ để chúng ta xem, chúng ta đối chiếu với cái tuổi, cái ngày sinh của mình để lựa chọn được cái ngày hợp lý để làm việc trong tháng 3. Và mong rằng với thông tin này sẽ đem đến cho các anh chị được nhiều cái sự lựa chọn bổ ích, đón lành tránh dữ trong cái tháng mới. Cuối cùng chúc các anh chị sẽ gặp được nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.